Thưa cha, xin cha giải thích cho con hiểu về việc ăn đồ cúng. Số là con là người Công giáo nhưng bên chồng thì là dân ngoại. Thì chồng con theo đạo khi lập gia đình. Em gái chồng là người chuyên xem bói toán. Và người đến xem bói thì cũng hay mang theo trái cây để cúng. Mà con cũng đã có ăn. Vả lại mùa này là mùa bên ngoài cúng nhiều lắm. Và con có ăn những cái của đó. Thế con là người Công giáo đã rước mình vào máu Chúa. Mà con lại ăn những của đó thì có xúc phạm đến đền thờ Chúa trong người của con không? Xin cha giải thích. Rất là cụ thể thôi. Giờ các anh chị nghĩ làm sao? Giờ mình học Kinh Thánh mà. Giờ thử xem Kinh Thánh nói làm sao. Ta lấy thư thứ nhất Côrintô ở chương 10. Thư thứ nhất Côrintô ở chương 10. Từ câu 14 cho đến câu 22, Thánh Phaolô viết về tiệc cúng như thế này. Vì thế, anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Khi ta nâng chén trước tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Anh em hãy coi Israel xét theo huyết thống. Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những kẻ được chia lọc bàn thờ sao? Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngẫu tượng là gì? Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được. Anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn người sao? Có rõ không? Ở đây Thánh Phaolô cho mình thấy lý do về mặt giáo lý tại sao không nên ăn đồ cúng. Là bởi vì khi người ta dâng đồ cúng, người ta đâu có dâng cho Chúa, phải không? Người ta dâng cho, ở đây Ngài nói là ma quỷ, dâng cho thần linh nào đó mà họ tin tưởng, dâng cho quỷ thần nào đó mà họ tin tưởng, chứ đâu có dâng cho Chúa. Và khi đã dâng cho quỷ thần nào đó mà người ta tin, thì cái của đó nó thuộc về quỷ thần rồi. Và khi mình ăn cái của đã dâng cho quỷ thần đó thì là mình hiệp thông. Thánh Phaolô nói đó, ăn ở bàn tiệc của ma quỷ là vậy. Lý do giáo lý mà tại sao mình không nên ăn đồ cúng nó nằm ở chỗ này. Nhưng mà chưa hết, thêm một lý do về mục vụ nữa ở đoạn dưới. Từ câu 23 trở đi, Ngài viết tiếp: được phép làm mọi sự,
nhưng không phải mọi sự đều có ích. Được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng. Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Tất cả những gì bán ngoài chợ, anh em cứ việc ăn, không cần phải đặt vấn đề lương tâm. Bởi vì trái đất và muôn vật muôn loài trên trái đất đều là của Chúa. Nếu có người ngoại nào mời anh em và anh em muốn đi, thì cứ ăn tất cả những gì người ta dọn cho anh em, không cần phải đặt vấn đề lương tâm. Nhưng nếu có người bảo đây là của cúng, thì anh em đừng ăn, vì người ấy kẻ đã báo trước cho anh em, và vì vấn đề lương tâm. Tôi không có ý nói lương tâm của anh em, nhưng lương tâm của người khác. Bởi vì chẳng lẽ quyền tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét xử? Nếu tôi vừa tham dự vừa tạ ơn Thiên Chúa, tại sao tôi lại bị khiển trách vì của ăn mà tôi tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho? Cái lý do thứ hai này tôi gọi là lý do mục vụ. Các anh chị để ý ở cái câu 27, nếu có người ngoại nào mời anh em thì cứ ăn tất cả những gì người ta dọn cho anh em, không cần phải đặt vấn đề lương tâm. Ai trong chúng ta mà chả có bạn bè, những người quen biết là những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, mình vẫn đến nhà người ta ăn cơm vui vẻ chứ làm sao đâu. Và cũng mời người ta đến ăn cơm nhà mình vui vẻ có làm sao đâu. Nhưng mà khi có người bảo chúng ta đây là của cúng này, thì nó khác rồi, phải không? Và Thánh Phaolô nói thêm ở câu 28 đó, nếu có người bảo đây là của cúng thì anh em đừng ăn, vì người ấy và vì vấn đề lương tâm. Nghĩa là làm sao? Chẳng hạn như bây giờ đồ cúng, nhưng mà bản thân chúng ta là những người có đức tin mạnh mẽ, chúng ta nói rằng của cúng thì kệ của cúng, tôi có tin vào quỷ thần mà người ta tin đâu, tôi chỉ tin vào Chúa thôi, cho nên tôi ăn chuyện ăn của cúng thì cũng không sao đâu. Đức tin chúng ta mạnh mẽ, chả sao cả. Nhưng mà người khác không hẳn đã có đức tin mạnh mẽ như vậy, và vì cái chuyện mình ăn của cúng có thể làm cho đức tin của người ta bị lung lay. Đấy, mục vụ nó nằm ở chỗ đấy. Mình làm một điều mà lương tâm mình ngay thẳng trước mặt Chúa không thấy là có tội lỗi gì, nhưng vì người khác, cái việc mình làm có thể gây gương xấu cho người khác. Ví dụ bây giờ chẳng hạn một ông linh mục, ông ấy còn trẻ đẹp trai nữa, giả như mà vì hoàn cảnh ông ấy chở một cái cô nào đó, lương tâm ngay thẳng trước mặt Chúa có làm sao đâu. Nhưng mà cái hình ảnh đó có thể gây scandal cho người khác. Thế thì ông ấy giữ, không chỉ giữ cho mình mà còn là giữ cho người khác. Mục vụ nó nằm ở chỗ đấy. Cho nên về chuyện này, chương 10, thứ nhất Côrintô cho chúng ta hai lý do. Lý do thứ nhất, cho mình hiểu về mặt giáo lý tại sao không nên ăn đồ cúng. Lý do thứ hai, về mặt mục vụ, để giúp cho mình thấy cái hành động của mình làm không những cho bản thân mà còn phải nghĩ đến người khác. Là gương tốt hay là gương xấu cho người khác? Cái điều này trong cuộc sống thực tế là chúng ta thiếu nhiều lắm. Thiếu nhiều lắm. Cho nên mình nói cái điều này, mình làm điều nọ, nó có thể tạo ra
những cái scandal, hoặc là làm cho anh chị em của mình bị lung lạc trong đời sống đức tin mà mình không ý thức á. Nhân cái câu hỏi mà về đồ cúng, tôi không trả lời bằng suy nghĩ riêng của mình, nhưng mà tôi mời các anh chị đọc lại thư thứ nhất Corinto. Rồi sau này đó có ai thắc mắc thì các anh chị biết đường mà mở chứ. Thế này có văn bản kinh thánh làm nền tảng cho mình, chứ đâu có phải là ý kiến của cá nhân ai. Đấy là một vài thắc mắc và chia sẻ trước giờ học chính. Thế bây giờ thì chúng ta trở lại với những đoạn sách thánh mà hôm nay cả lớp cùng đọc và chia sẻ. Đó là thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Thế bây giờ có một vài điểm mà tôi nghĩ ta nên quan tâm khi đọc 11 chương này về cuộc đời của tổ phụ Gia-cóp. Trước hết là cái sự kiện Gia-cóp được Thiên Chúa tuyển chọn. Trong gia đình có hai người con là Ê-sau và Gia-cóp. Ê-sau là anh, là người có quyền trưởng nam. Vậy mà ông em là Gia-cóp lại chiếm quyền trưởng nam của anh. Cho dù mình có thể kết án là ông Ê-sau này, ông ấy đói quá rồi ông không còn ý thức được đâu là chuyện quan trọng nữa. Nhưng mà về phía Gia-cóp đó thì cũng cho thấy là một anh chàng rất là mưu mô, nấu cá, lợi dụng cái lúc như vậy để bắt bí người ta. Chứ còn giá mà một người đàng hoàng ra thì cũng đâu đến nỗi mà lấy bát cháo để đòi anh chuộc cả quyền trưởng nam như vậy. Nói về mặt nhân bản xem ra là Gia-cóp không tốt lắm, không tốt lắm. Rồi lại thêm một câu chuyện nữa mà lúc nãy chúng ta nói, đó là Gia-cóp âm mưu để chiếm chúc lành của cha. Mà khi ta mở chương 27 ra cho nó chi tiết đó, thì mình thấy rõ ràng là một cái âm mưu không chạy tội đi đâu được. Ở chương 27 kể rất chi tiết là ông Isaac đã già, mắt lòa, không trông thấy gì. Ông gọi Ê-sau là con trai lớn và nói với con thế này: cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết. Thế thì khi ông Isaac ông ấy nói với Ê-sau như vậy thì bà Rebecca bà ấy nghe được. Thế là bà ấy nói với con trai bà ấy là Gia-cóp này: này, mẹ vừa nghe cha con nói với anh con thế đấy. Thế sau đó là bà ấy khuyên con, bà ấy: con đến bầy súc vật, bắt cho mẹ hai con dê đực non và mập, mẹ sẽ làm cho một món ăn ngon cho cha con như cha con thích, con sẽ đem đến cho cha con và cha con sẽ ăn, để người thì chúc phúc cho con trước khi chết. Hai mẹ con rõ ràng là tòa rập với nhau. Mà tội nghiệp tổ phụ Isaac nha. Khi ta đọc tiếp ở dưới câu chuyện đó, Gia-cóp nói với mẹ là: mẹ coi anh Ê-sau con thì lông lá, còn con thì nhẵn nhụi thế này, biết đâu cha con sẽ rờ con, con sẽ bị cha coi như một tên lừa gạt và sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa thay vì được chúc phúc. Mẹ cậu bảo là: con ơi, nếu con bị nguyền rủa thì mẹ sẽ gánh cho, cứ nghe lời mẹ mà đi bắt dê về đây. Thế rồi bà ấy hóa trang cho ông con. Và tổ phụ Isaac thì lúc ấy là mắt lòa rồi. Thế cho nên dù ông ấy cẩn thận đến độ là ông ấy bảo Gia-cóp: con ơi, lại gần đây để cha rờ con xem có đúng là Ê-sau con trai hay không. Thế Gia-cóp lại gần ông Isaac, ông rờ cậu và nói: tiếng thì tiếng Gia-cóp mà tay là tay Ê-sau. Tội nghiệp ông cụ thật, bị hai mẹ con đánh lừa vậy.
Không biết là các anh chị lớn tuổi ở đây mà có con thì có bị nó đánh lừa như vậy không? Tôi nhớ cha Bề Trên Đậu lúc Ngài còn sống, Ngài kể chuyện là Ngài có một người bạn cũng là linh mục và là giáo sư ở chủng viện. Rồi mùa hè đó thì về nhà quê thăm gia đình, thì cứ hàng ngày đi ra nhà thờ dâng lễ, rồi sau đó ngồi giải tội cho giáo dân, giúp cho sở. Đấy, hôm đấy không biết làm sao Ngài lại ngồi ngay cái tòa giải tội của cha sở. Bà cố bà mới lên bà ấy xưng tội. Bà vô tới nơi cái bà ấy ngửi mùi sợ quen quá. Bà ấy đi ra không xưng tội nữa. Ngửi mùi thấy có vẻ ông con, thế nhưng mà cho ăn chắc đấy, cha Bề Trên Đậu bảo bà cố còn hỏi thêm câu nữa, hỏi giọng miền Nam, mày trong mày. Không thấy nói năng gì, cái bà cố đi nước một. Ông cha con tức quá, ông đứng lên ông ngoái đầu ra ông nói, má má không có đức tin gì hết à. Bà cố quay lại, không có đức tin mà đẻ linh mục. Cái đó còn đã nữa. Nếu mà bà cố đó ở trong chuyện này thì chắc là Jacob lừa không được. Ngửi mùi đã biết rồi. Đây thì tội nghiệp tổ phụ Isaac. Tiếng thì tiếng Jacob, mà tay thì tay Esau. Cho nên cái câu chuyện ta đọc ta thấy rõ ràng là một sự gian lận, một sự lừa đảo. Và câu hỏi đặt ra là thế này: tại sao Chúa lại đi chọn một người mà về mặt nhân bản xem ra không được tốt lành, xem ra không được ngay thẳng, không được chính trực cho lắm? Tại sao Chúa lại chọn người đó để hưởng mọi phúc lành của cha cậu và đồng thời của chính Chúa? Tại sao vậy? Thế câu trả lời là một huyền nhiệm. Thực sự chúng ta không hiểu. Chúng ta không hiểu được ý định và chương trình của Thiên Chúa. Và câu chuyện này muốn làm nổi bật cái ý nghĩa này, đó là Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong sự chọn lựa của người. Người chọn lựa chúng ta không tùy thuộc vào nhân đức của mình, vào tài năng của mình, mà là một sự chọn lựa hoàn toàn cho không. Chúng ta vẫn dùng cái từ nhà đạo là nhưng không. Cái từ đó người ngoài Công giáo người ta không hiểu được, làm sao nhưng mà lại còn không nữa. Nhưng mà nghĩa chính của nó là cho không. Giống như trong một cái bài hát nào đó, L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. Tình cho không, điếu không. Anh không thể bán được tình yêu và anh cũng không thể mua được tình yêu. Đấy, cho không. Làm nổi bật lên cái tình yêu cho không của Thiên Chúa. Tôi nhớ trong cuốn sách mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, vào thời điểm kỷ niệm 50 năm Ngài chịu chức linh mục, Ngài viết cái cuốn sách về ơn gọi linh mục của Ngài. Tựa đề là ơn ban và huyền nhiệm. Trong đó có một câu Ngài viết rằng: ở cội nguồn sâu xa nhất của mọi ơn gọi linh mục là một huyền nhiệm. Mình không hiểu được bằng những lý luận tự nhiên của con người. Cho nên có thể trong một lớp đó là có nhiều anh em chủng sinh giỏi lắm mà đạo đức nữa, nhưng mà không biết sao rồi cuối cùng lại ra hết. Và có thể Chúa chọn một anh không có thông minh lắm và cũng không đạo đức lắm để làm linh mục. Nó không tùy thuộc vào cái tính toán tự nhiên của chúng ta. Tôi cứ nhớ mãi cái câu đó: ở cội nguồn của mọi ơn gọi linh mục là một huyền nhiệm.
Và hồi Đức Hồng Y của chúng ta từ Mỹ Tho mà được Tòa Thánh bổ nhiệm về làm Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn đó, thì lúc đấy tôi nhớ là tôi đang đi giảng tĩnh tâm cho một nhà dòng ở Thủ Đức, thì nhận được cái thư Ngài gửi. Hóa ra trong đó có một bài thơ bằng tiếng Pháp và Ngài đề nghị là dịch ra tiếng Việt đi, để cái dịp mà Ngài về nhậm chức đó thì có thể là chia sẻ với anh chị em giáo dân. Chắc là một số anh chị cũng có biết cái bài thơ đó. Huyền nhiệm ơn gọi. Tôi không còn nhớ nguyên văn nhưng mà đại khái là như thế này nè. Khi Chúa muốn chọn cho dân Chúa một người cha thì Chúa lại đi chọn một ông già là Abraham. Chúa muốn xây hội thánh Chúa trên một tảng đá thì Chúa lại chọn một anh chối Chúa ba lần. Đó là ông thánh Phêrô. Chúa muốn chọn một người đi giảng tin mừng cho dân ngoại thì Chúa lại chọn một cái anh đã từng bắt bớ hội thánh Chúa. Đó là thánh Phaolô. Chúa muốn chọn một người đi làm chứng cho tình yêu của Chúa thì Chúa lại chọn một cô gái điếm là Maria Magdalena. Thế là toàn cái chuyện ngược đời. Toàn chuyện ngược đời trong lịch sử cứu độ. Ở đấy cho thấy được cái sự chọn lựa của Thiên Chúa là một sự chọn lựa hoàn toàn tự do. Một sự chọn lựa phát xuất từ tình yêu nhưng không. Cho nên nếu mà chúng ta có được chọn để trở thành người Công giáo, trở thành Kitô hữu hay trở thành bất cứ gì khác đó, thì cũng đừng có quên rằng chẳng phải vì công lao của mình mà là từ tình yêu cho không của Thiên Chúa thôi. Và đồng thời cũng ý thức thêm điều này nữa, là Thiên Chúa can thiệp trong đời sống mỗi một người chúng ta, cũng như trong lịch sử nhân loại một cách rất là huyền nhiệm mà các anh chị và tôi không biết được. Ta cứ nhìn vào lịch sử thế giới, ta sẽ thấy nó có những biến cố xảy ra mà thực sự nó vượt lên trên mọi sức tưởng tượng của con người. Không ai nghĩ rằng nó xảy ra như vậy. Rồi trong cuộc đời của mỗi chúng ta cũng vậy. Nó có những biến cố mà mình không lý giải được. Cho nên một trong những phương pháp cầu nguyện đó mà tôi thấy rất tốt, người ta gọi đó là cầu nguyện bằng cách hồi tưởng, nhìn lại cuộc đời mình để khám phá ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình. Và khi hồi tưởng lại thì có nhiều điều để hồi tưởng. Nhưng mà một trong những điều đó là ta có thể nhớ lại trong đời mình một biến cố nào đó mà qua đó mình cảm nhận một cách rất là rõ ràng cái sự hiện diện yêu thương của Chúa. Chẳng hạn như trong một cuốn sách đó, một linh mục, một giáo sư thần học nổi tiếng, mà ông kể lại một cái câu chuyện rất đơn sơ thế này. Lúc còn nhỏ, bây giờ là sau đệ nhị thế chiến, ông sống ở một vùng quê với gia đình. Rồi cũng như bao nhiêu trẻ em khác thì là cứ hàng ngày chạy ra ngoài cánh đồng chơi thôi. Và hôm đấy bà mẹ đang ở trong bếp thì thấy ông con trai ông chạy về, rồi ông ráo rác ông tìm. Hỏi tìm gì đấy con? Bảo mẹ có con dao nổ lớn đó, cho con mượn cái coi. Thế là ông xách cái con dao to nhất ở trong bếp chạy đi. Thế bà mẹ thì mọi khi thì không có phản ứng gì cả. Nhưng mà hôm nay lấy làm thắc mắc sao mà nó lại đi tìm dao, không biết làm gì, mới chạy theo. Thì hóa ra là cả một đám con nít như vậy, vớ được cái trái gì mà thấy nó cứng quá, cho nên là tìm dao để bổ ra. Trái gì vậy? Lựu đạn. Thế con dao đấy vác ra mà phang vào trái lựu đạn thì thôi là cả đám chết hết. Ngài kể lại cái câu chuyện đó
Ngài bảo rằng tôi thường xuyên nhớ lại câu chuyện đó. Hoàn toàn không thể giải thích được về mặt tự nhiên. Và tôi ý thức rằng Chúa yêu thương tôi. Chúa muốn cho tôi sống để tôi làm việc phục vụ Chúa và nước trời. Đấy là một cái cách hồi tưởng một biến cố rất đặc biệt ở trong cuộc đời của mình. Qua đó mình cảm nghiệm được sự hiện diện yêu thương của Chúa. Không có nói lý thuyết mà là cảm nghiệm bằng trái tim, cảm nghiệm bằng cuộc sống cái sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời của mình. Và khi mà mình xác tín là cuộc đời của mình ở trong sự quan phòng yêu thương của Chúa thì cảm thấy bình an lắm, cảm thấy mừng vui, cảm thấy phấn khởi. Bởi vì mình biết là Chúa yêu thương mình, cho nên trong mọi sự mình tin tưởng, mình phó thác ở nơi Chúa. Đấy, cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong cái câu chuyện đứng về mặt nhân loại xem đang có vẻ khó chấp nhận, đó là một người như Jacob mưu mô láu cá tính toán mà lại được Chúa chọn. Qua đó ta có thể suy nghĩ về đời sống của mình, về ơn gọi Kitô hữu của mình. Một điểm lớn thứ hai tôi xin các anh chị quan tâm, đó là hành trình đức tin của Jacob. Và khi nhìn vào hành trình đức tin của Jacob thì cũng là dịp để nhìn lại hành trình đức tin của chính chúng ta. Khi ta nhìn vào hành trình đức tin của tổ phụ Jacob, ta sẽ thấy cái hành trình đó khởi đi từ Bethel, lúc nãy nói rồi. Đó là trong một thị kiến thì Jacob thấy một cái thang nối trời và đất. Ở đây có ai nhớ trong Tin Mừng nào mà Chúa Giêsu nhắc đến cái hình ảnh cái thang nối trời và đất? Coi có ai nhớ không? Tin Mừng Gioan chương thứ nhất câu 51. Các ngươi sẽ thấy tầng trời mở ra và Thiên Thần Chúa lên xuống trên con người. Chúa Giêsu chính là cái thang nối trời và đất. Gioan chương 1 câu 51. Và trong thị kiến mà Jacob thấy cái thang đó thì đồng thời ông nghe nhắc lại những lời hứa đã được ban cho tổ phụ Abraham. Hành trình đức tin của tổ phụ Jacob khởi đi từ đó, từ Bethel. Rồi sau đó ông lên đường bước vào một hành trình với rất nhiều thử thách mà chúng ta đọc thấy ở trong 11 chương nói về cuộc đời của Ngài. Rồi một cái ghi nhận kế tiếp đó đó là vật lộn với Thiên Chúa ở Peniel. Và sau cái biến cố này thì Jacob trở thành một con người khác. Ông ấy mang một cái tên mới là Israel. Ở trong các lớp thánh kinh tôi cũng hay nhắc á, là khi Thiên Chúa ban cho ai một tên mới thì đồng thời làm sao? Là một con người mới và là một sứ mạng mới. Một con người mới và lãnh nhận một sứ mạng mới. Tổ phụ Abraham có được đổi tên không? Có đấy. Tên hồi trước là Abraham, rồi sau này mới thành Abraham. Thánh Phêrô có được đổi tên. Tên cúng cơm là Simon, rồi thì được đổi thành Phêrô, nghĩa là đá. Trao cho một sứ mạng mới. Đức mẹ có được đổi tên không? Thực sự khi mà nói về chuyện đổi tên Đức mẹ thì là các anh chị chắc khó mà nhận ra đấy. Tên của Đức mẹ là Maria. Khi thiên sứ hiện đến truyền tin cho Đức mẹ,
Thì thiên sứ nói với Đức Mẹ làm sao? Chúng ta thường dịch là kính chào Maria đầy ơn phúc. Cho nên Ave tiếng Latin, Ave Maria plena gratia, đầy ơn phúc. Kinh kính mừng chúng ta vẫn đọc đấy, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Mình vẫn dịch như thế. Nhưng nếu dịch sát bản văn Hy Lạp đó thì không phải là như vậy. Mà dịch sát đó thì người ta phải dịch Ave không phải là kính chào, mà trong tiếng Hy Lạp là vui lên, hỡi đầy ân phúc. Ở trong tiếng Latin cũng như tiếng Việt, Plena ở đây là tính từ mô tả cái ân phúc tràn đầy nơi Đức Mẹ. Nhưng mà ở trong bản văn gốc đó thì hỡi đầy ân phúc. Như vậy đầy ân phúc trở thành một tên gọi. Cô Maria bây giờ được gọi là Nguyễn Thị đầy ân phúc. Có tên mới là, tên mới và một sứ mạng mới. Những chi tiết đó giúp cho mình thấy một cái ý nghĩa nó khác hơn. Jacob ở đây được đổi tên thành Israel. Và đồng thời sau cái biến cố mà vật lộn với Thiên Chúa đó, cuộc sống của ông thay đổi. Ông ấy cư xử với anh ông ấy Esau không phải bằng cách là mưu mô hoặc là lươn lẹo như ngày xưa đâu, mà là cư xử rất chính trực. Rồi thì cuối cùng trở về Bethel, hoàn tất cái lời thề là xây một bàn thờ tại Bethel để kính Thiên Chúa. Và nếu chúng ta mở sách Thánh Kinh ra thì sẽ thấy rõ Jacob nói như thế này. Mục đích á, xây bàn thờ để kính Thiên Chúa là đấng đã đáp lời tôi ngày tôi gặp bước gian truân, và đã ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện. Bây giờ mới là cái lúc ông ấy thực sự là ông ấy cảm nghiệm Thiên Chúa có mặt ở trong đời mình. Trước kia đó, Đức Chúa ở đây mà tôi không biết. Còn bây giờ đó, sau một cuộc đời với bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ, nhưng mà đồng thời cũng có bao nhiêu hạnh phúc và an ủi, mới cảm nghiệm rõ ràng là Chúa ở với tôi, Chúa đáp lời tôi khi tôi gặp bước gian truân, Chúa ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện. Hành trình đức tin của tổ phụ Jacob. Ê, chính vì thế mà tôi mới đặt cái câu hỏi cho các anh chị là, thế các anh chị suy nghĩ xem là hành trình đức tin của tổ phụ Jacob có giống hành trình đức tin của bản thân mình không? Từ cái chỗ mà mình không có khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình một cách rõ nét, cho đến chỗ mình càng ngày càng khám phá ra sự hiện diện và tình thương của Chúa rõ nét hơn, có giống không? Rồi chúng ta có thể học được điều gì khi mà chiêm ngắm cuộc đời của tổ phụ Jacob? Thế là đặt câu hỏi để mỗi người có thể tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục suy nghĩ riêng. Còn về phần tôi thì tôi có một vài gợi ý như thế này. Khi ta nói đến hành trình đức tin của tổ phụ Jacob, thì đồng thời mình cũng ý thức về đời sống đức tin của mình. Trước hết, đức tin là một hành trình. Nghĩa là sao? Nghĩa là một con đường mà tôi phải đi. Phải không? Một cái chuyển động, chứ không phải là một cái gì nó đứng yên như thế này. Đức tin không phải là một đồ vật giống như là chìa khóa tôi cầm ở trong tay một lần thế là ăn chắc. Không. Đức tin không phải là một đồ vật như vậy. Mà đức tin là sự sống, là một chuyến đi, là một hành trình. Nhiều khi ta quên cái điều đấy.
quên cái điều đó. Thế cho nên là mình cứ tưởng là chịu phép rửa tội thế là xong, thế là đủ rồi. À, không có đủ. Mình sống đức tin là phải đi cả cuộc đời, một hành trình dài. Mà điều này nghĩ cho cùng thì đâu có cái gì lạ đâu. Nó là một cái gì rất quen thuộc trong đời sống con người. Các anh chị có thấy ngay cái chuyện là mình làm người này. Sinh ra thì ai mà chả là người, có mắt, có mũi, tay, chân, mạnh, khỏe, rồi có khi cao lớn hơn người nữa. Sinh ra ai cũng là người, nhưng mà không phải ai cũng làm người cho ra người, đúng không? Đấy, không phải ai cũng làm người cho ra người. Thế cho nên mới có cái chuyện là nhiều khi trong khu xóm mà có một anh thanh niên đó, anh ấy ăn ở làm sao, anh ứng xử làm sao đó, để người ta phải chép miệng, người ta bảo cái thằng này nó không còn tính người nữa. Và làm người là khó lắm. Khó đến độ mà nhiều khi làm quan thì dễ, nhưng mà lại làm người không được. Làm quan thì được, mà làm người thì không xong. Khó chứ không phải là dễ đâu. Chính vì vậy mà cái chuyện làm người nó là một hành trình. Mỗi một ngày trở thành người hơn. Rồi tôi nghĩ trong đời sống gia đình của các anh chị cũng vậy, mà đời sống linh mục của tôi cũng thế. Bố tôi là người ít học, nhưng mà tôi lại thấy là ông cụ có những lời khuyên cho con cái rất là đáng nhớ. Chẳng hạn tôi chịu chức linh mục thì cụ nói với tôi là học để làm linh mục khó con ạ, nhưng mà cũng không khó lắm, sống cho ra linh mục mới khó. Thế tôi cứ nhớ hoài. Hành thử làm linh mục cũng là một hành trình, mỗi một ngày phải trở thành linh mục đúng nghĩa hơn. Mà tôi chắc là các anh các chị cũng mong như vậy thôi. Mong cho các linh mục mỗi một ngày là linh mục của Chúa đúng nghĩa hơn. Thế thì đời sống đức tin của chúng ta tương tự như vậy, không phải một lần là xong, mà là một hành trình dài. Mỗi một ngày trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu đúng nghĩa hơn. Và vì là một hành trình như vậy cho nên chắc chúng ta không được quyền thưa với Chúa là lạy Chúa, còn sống đạo đức cỡ này là đủ lắm rồi. Lúc nào mình hứng lên thưa với Chúa mà thế này là đủ rồi, không cần đạo đức hơn, không đủ. Nó là một hành trình rất dài, cần ý thức điều đó. Thế một điểm thứ hai, khi mà đọc câu chuyện đời của tổ phụ Gia-cốp, đức tin là một cuộc vật lộn chứ không phải là một chuyện dễ dàng. Gia-cốp vật lộn với Chúa, kiếp quá con người ta mà lại vật lộn với Chúa. Nhưng mà thực sự nếu mà ta sống đức tin Kitô giáo cho đến nơi đến chốn thì đó là một cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Tôi nhớ ở trong cái cuốn tiểu thuyết Những cánh chim ẩn mình chờ chết, cái cô con gái nào đó mà cô ấy yêu một ông linh mục á, nhưng mà rồi thì cuối cùng thì kết cục thì cũng chả đi đến đâu. Cô ấy có nói một cái câu thế này, đại khái như là khi cô ấy yêu ông linh mục đó là cô ấy phải vật lộn với Chúa, mà vật lộn với Chúa thì dứt khoát là thua. Đại khái một cái câu như vậy. Thế có thể tác giả viết cái cuốn tiểu thuyết dùng cái từ đó là có liên tưởng đến sự kiện này chăng? Nhưng mà nhìn rộng ra đó, thì nếu mà ta sống đời sống Kitô hữu cho đến nơi đến chốn, các anh chị sẽ thấy là mình phải thường xuyên vật lộn với Chúa. Tôi hỏi các anh chị, chứ Chúa Giê-xu ở trong vườn Gethsemani khi mà Ngài cầu nguyện với Chúa Cha rằng: lạy Cha, xin Cha cất chén đắng này xa con,
Rồi Ngài nói thêm, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Thì cái lúc bây giờ Chúa Giê-xu có vật lộn với thánh ý của Thiên Chúa Cha không? Vật lộn kịch liệt, vật lộn đến nỗi mà vã mồ hôi nặng như những hạt mẫu. Khi chúng ta đối diện với một cơn cám dỗ, một đằng là sức hấp dẫn kinh khủng của cơn cám dỗ, và một đằng khác là tiếng lương tâm, là lời mời gọi của phúc âm, chúng ta có cảm nhận là mình đang phải vật lộn với thánh ý Thiên Chúa thường xuyên như vậy. Nếu mình không cố gắng để chống trả cơn cám dỗ thì mình không cảm nhận được sự vất vả khi phải vật lộn với thánh ý Thiên Chúa. Cũng giống như bây giờ tôi lấy một cái xe đạp, tôi đạp. Và khi mà gió thổi rất mạnh nhưng mà tôi đạp xuôi theo chiều gió thì tôi thấy là mát rượi. Đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà gió thổi mạnh, tôi không đạp theo chiều gió mà tôi đạp ngược chiều, xem có vất vả không? Tương tự như vậy, khi ta đối diện với một cơn cám dỗ mà mình chiều theo cơn cám dỗ rất là thoải mái thì có gì đâu mà vất vả. Xét về mặt đạo đức, chỉ có điều sau đó thì lương tâm của mình có bình an không? Cuộc sống của mình có bình an không? Chuyện đó bàn sau. Còn khi ta đối diện với một cơn cám dỗ mà mình ý thức tiếng gọi của Chúa, mình cố gắng mình đi ngược lại cái cơn cám dỗ đó, sẽ cảm nhận vất vả vô cùng. Vất vả vô cùng. Nhà văn Nikos Kazantzakis trong một cuốn tiểu thuyết, ông ấy đã từng mô tả Thánh Francisco khó khăn, Francisco Assisi. Một lần mà Ngài chống trả cái cơn cám dỗ về xác thịt bằng cách là trời mùa đông mà Ngài leo lên trên ngọn núi. Và ở đó Ngài cởi chân ra, Ngài lăn ở trên tuyết để cho cơn cám dỗ tan biến đi. Cho nên thực sự là nếu ta muốn sống đức tin Kitô giáo đến tận cùng thì giống như Gia-cóp vậy, ta phải chấp nhận vật lộn với Thiên Chúa. Nhưng có điều thế này, sau cuộc vật lộn thì Gia-cóp trở thành con người mới. Tương tự như vậy, người môn đệ Chúa Giê-xu mà thực sự vật lộn với những giá trị phúc âm, vất vả thật, nhưng kết quả là sẽ trở thành con người mới, con người của tin mừng. Và chính vì thế mà cái đòi hỏi căn bản của đời sống Kitô hữu là đổi mới. Chúng ta hay dùng cái từ sám hối theo nghĩa nó hơi tiêu cực. Sám hối theo cái nghĩa là nó nhìn về quá khứ, rồi mình hối hận, rồi mình ăn năn. Cái đó đúng, nhưng mà mới có 50% thôi. Còn sám hối ở trong Thánh Kinh á, còn có một nghĩa tích cực hơn, đó là hướng về tương lai và sống một cuộc đời mới. Sám hối, hoán cải có cái ý nghĩa như vậy, là thay đổi sâu xa con người của mình để trở thành những con người mới. Đấy là một vài gợi ý mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị nhân dịp chúng ta đọc về cuộc đời tổ phụ Gia-cóp. Mời các anh chị lấy thư thứ nhất Thánh Phê-rô ngay chương đầu. Ngay chương 1 từ câu 3 cho đến câu 9. Chúng ta cùng đọc đoạn văn này và nhớ ở trong đầu của mình. Thánh Phê-rô nói gì với các tín hữu ngày xưa và với chúng ta ngày hôm nay về niềm hy vọng Kitô giáo? Nhớ như vậy. Thế bây giờ mời các anh chị ta đọc chung với nhau chương 1 từ câu 3 cho đến câu 9. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Do lời thải hà
Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống đồng. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vận đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được trang chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Cảm ơn các anh chị. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Các anh chị có để ý là từ Thánh Phaolô cho đến Thánh Phêrô, lá thư của các ngài thường bắt đầu bằng lời chúc tụng Chúa. Nếu ai trong chúng ta đọc các giờ kinh phụng vụ, thì giờ kinh sáng được gọi là giờ kinh ngợi khen. Nhiều khi mình quên cái bổn phận của mình, con cái của Chúa, chúc tụng ngợi khen Chúa. Mình nhớ đến Chúa chủ yếu là cầu xin thôi, quên mất chúc tụng ngợi khen Chúa. Còn trong kinh nguyện của Do Thái giáo thì cái lời kinh chúc tụng này nhiều lắm, thường xuyên. Thế bây giờ ở đoạn văn này, Thánh Phêrô đặc biệt tập trung vào niềm hy vọng Kitô giáo. Trước khi nói đến niềm hy vọng Kitô giáo, chúng ta thử nhìn lại kinh nghiệm đời sống của mình coi. Các anh chị có sống bằng hy vọng không? Đi mua xổ số là làm sao không? Là mua hy vọng cái gì? Và trong những lúc mà chúng ta phải thử thách đau khổ, thì cái gì nâng đỡ chúng ta để vượt qua được? Hy vọng. Thần thoại Hy Lạp ngày xưa có một câu chuyện tôi không còn nhớ rõ chi tiết, nhưng mà đại khái là kể về một người con gái có tên là Pandora. Pandora, cái tên đó tự nó hàm chứa là tất cả những gì đẹp đẽ, duyên dáng, nó kết tụ nơi người con gái đó. Thế rồi ông thần Zeus, thần tối cao trong các thần thần thoại Hy Lạp, ghen tức về hạnh phúc của con người, tìm cách phá đám bằng cách đó là gửi một người xuống trần gian, gửi cái cô Pandora này xuống trần gian. Và khi xuống trần gian thì cho cô ấy cầm theo một cái hộp với lời căn dặn rằng làm gì thì làm, không được phép mở cái hộp đó ra. Nhưng mà càng dặn như thế thì nó càng tò mò. Rồi khi cô ta xuống trần này thì cô ta kết hôn với lại một chàng trai nào đó. Rồi một hôm đó thì chồng đi vắng, cô ta ở nhà. Rồi cô ta không nhịn nổi nữa, cô ta tự nhủ là thôi,
Bây giờ mình mở hé thôi. Mở hé thôi. Xem nó là cái gì. Thế khi cô ta vừa hé mở cái hộp đó thì có những làn khói ở trong nó bay ra rất nhanh. Mà những làn khói độc ngửi mùi khủng khiếp lắm. Màu sắc cũng hết sức là độc địa. Cô ta sợ quá vội vàng đóng cái nắp hộp lại. Thì ở trong hộp nó chỉ còn có một làn khói màu xanh. Những cái làn khói độc mà nó đã bay ra khỏi cái hộp đó là nó gieo rắc thảm họa cho nhân loại. Nào là thiên tai, động đất, đói kém, chiến tranh, rồi đói khát đủ thứ hết. Nhưng mà may vẫn còn giữ được cái làn khói màu xanh là làn khói hy vọng. Cho nên dù cuộc đời này có đau thương đến mấy, người ta vẫn sống được là nhờ hy vọng. Mà có lẽ người ta nói màu xanh là màu hy vọng á, là nó bắt nguồn từ cái câu chuyện của thần thoại Hy Lạp. Tôi thích chuyện thần thoại không phải là vì nó sống động, mà sâu xa hơn, những chuyện thần thoại ấy nó đúc kết suy tư và kinh nghiệm của nhân loại. Như câu chuyện vừa rồi cũng vậy. Nó diễn tả cái thực tế cuộc sống con người. Nhiều đau khổ, nhiều thử thách, nhiều gian nan. Nhưng chúng ta vẫn sống được là nhờ có hy vọng. Mà đấy là kinh nghiệm rất thật của mỗi người trong chúng ta. Chứ không phải là chỉ trong chuyện thần thoại đâu. Sống nhờ hy vọng. Nhưng mà có nhiều thứ hy vọng khác nhau lắm. Thế bây giờ Thánh Phêrô nói với mình về niềm hy vọng Kitô giáo. Ở câu thứ 3, Ngài viết, do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại. Như vậy, cái nền tảng niềm hy vọng của người Kitô hữu ở đâu? Ở mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại. Bây giờ các anh chị lấy dùm tôi thư thứ nhất Côrintô ở chương 15. Chương 15 câu 17 cho đến câu 19. Thánh Phaolô viết như thế này: nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Anh chị có thấy không? Thư thứ nhất Phêrô nói như vậy, giờ thư thứ nhất Côrintô cũng khẳng định như thế. Cái nền tảng cho niềm hy vọng Kitô giáo là Đức Kitô chết và sống lại. Phải thấy cái nền tảng. Vậy thì dựa trên cái nền tảng là Đức Kitô chết và phục sinh đó, ta khám phá ra nội dung của niềm hy vọng Kitô giáo là gì. Cái niềm hy vọng ấy nó không chỉ là của cải trần thế này mà thôi. Thánh Phaolô vừa mới nói trong thư thứ nhất Côrintô đấy, nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô vì những chuyện đời này thì chúng ta là những kẻ đáng thương nhất thiên hạ. Thế cho nên nó không chỉ là của cải trần gian. Ở trong đoạn thư thứ nhất Phêrô ở câu 4 thì Ngài nói với chúng ta là
nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em. Thế cho nên nội dung của niềm hy vọng Kitô giáo không chỉ là của cải trần thế, mà là gia tài vĩnh cửu không thể hư hoại Chúa dành cho chúng ta ở trên trời. Điều đó cũng có nghĩa là cái niềm hy vọng Kitô giáo là một niềm hy vọng vượt qua cả biên giới của sự chết. Vượt qua cả biên giới của sự chết. Các anh chị có bao giờ hình dung là nếu có những người vô thần thực sự đó, thì trong cái giây phút nhắm mắt lìa đời, người ta nghĩ sao? Suốt đời xác tín rằng chết là hết. Nhưng mà đến cái giây phút đó, có thực sự tin vậy không? Hay là thấy khủng hoảng? Đôi lúc tôi tự đặt mình vào trường hợp đó để tự hỏi. Tôi thấy một cuộc khủng hoảng lớn, vô nghĩa. Còn niềm hy vọng của chúng ta là niềm hy vọng vượt qua cả biên giới sự chết. Vượt qua sự chết ở đây không chỉ có nghĩa là bất tử, là không chết. Nhiều khi người ta nói về sự bất tử theo cái nghĩa là mình cứ sống cái cuộc sống này hoài, không phải chết. Nhưng mà Thánh Ambrosio có nói rất hay. Nếu mà mình cứ sống mãi như thế này thì không chừng không phải là ơn giải thoát mà là cực hình. Bây giờ Chúa để cho sống đến 100 tuổi mà rồi mắt thì không thấy gì, ăn thì chả được, chân cũng chả bước đi nổi, mà cứ sống mãi thế á. Cho nên nó không phải là sự bất tử theo cái nghĩa mà nhiều người hình dung. Ở trong thông điệp về niềm hy vọng Kitô giáo thì Đức Giáo Hoàng của chúng ta viết rất là hay. Ngài mô tả thế này: đó là cuộc sống tròn đầy ý nghĩa, ngụp lặn vào cõi mênh mông của hiện hữu, trong khi chúng ta được tràn ngập niềm vui. Cho nên sách thánh giúp cho mình hiểu được cái nội dung niềm hy vọng Kitô giáo là như vậy. Nếu thực sự các anh chị và tôi có được niềm hy vọng này, thì Thánh Phêrô nói với chúng ta làm sao? Trước hết đó, là chúng ta sẽ vui, sống trong niềm vui. Ở câu thứ 6 này Ngài nói: anh em được hân hoan vui mừng, mặc dù còn phải ưu phiền ít lâu giữa 100 triệu thử thách. Vui. Vui là bởi vì mình thấy cái điểm tới đó, nó là hạnh phúc. Cái điểm tới nó không phải là sự chết, mà là sự phục sinh, là hạnh phúc và ơn cứu độ. Cho nên niềm vui. Và cũng vì lý do này này mà có các vị thánh được Chúa ban cho thị kiến về luyện ngục á. Chúng ta thì hay hình dung luyện ngục là nơi khổ vô cùng. Lửa mà đau đớn lắm. Nhưng mà các vị thì lại mô tả luyện ngục như là nơi chốn của niềm vui. Tại sao vậy? Là bởi vì những linh hồn trong luyện ngục biết chắc chắn là mình được cứu độ. Và thời gian ở đây là thời gian Chúa thanh luyện tôi, để tôi được nên tinh rồng, xứng đáng với sự thánh thiện thuần khiết của Thiên Chúa. Cho nên đó là thời gian của niềm vui, chứ không phải là của đau khổ.
một cái nhìn rất là tích cực. Khi người ta xác tín vào một mục đích tốt đẹp, thì niềm xác tín đấy ban cho người ta năng lực để vượt qua những khó khăn hiện tại. Tôi tin là rất rất nhiều người trong các anh chị đã sống điều đó lâu rồi. Rồi kế đó, nếu thực sự chúng ta sống niềm hy vọng Kitô giáo, thì Thánh Phêrô nói tiếp, mình sẽ nhìn vào những đau khổ.